Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay ngày 8 tháng 3, nhiều công an xuất hiện chặn ngã tư đầu phố Triền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hạn chế tiếp cận nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Cách đó khoảng 3 km, lực lượng công an cũng lập rào chắn, hạn chế đi lại vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, nơi có nhà ông Lê Duy Thành, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, vào chiều ngày 7 tháng 3, việc đi lại trên phố Triền qua nhà riêng bà Lan diễn ra bình thường. Bí thư Hoàng thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành trước đó đã không tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trưa ngày 8 tháng 3, tại khu vực nhà cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ô tô biển xanh của công an xuất hiện. Một số cán bộ công an vào bên trong nhà ông Khoa, phía bên ngoài nhiều người mặc sắc phục công an túc trực. Ông Cao Khoa giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2014. Ông Khoa sinh năm 1954, quê quán xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình tham gia công tác, ông Khoa giữ các chức vụ như Bí thư huyện ủy Mộ Đức, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi, Tránh văn phòng tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Như thông tin đã đưa, ngày 25 tháng 2, cục cảnh sát kinh tế đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi nêu rõ đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế kế toán đầu tư thực hiện các dự án công trình xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác điều tra, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra kiểm tra các dự án, công trình do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa để làm rõ một số hành vi vi phạm trong thời gian đảm nhận chức vụ trước khi nghỉ hưu. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, đối tượng Phạm Văn Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Phạm Văn Tiên đưa nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn trong đó có đối tượng Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa một số em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập đe dọa. Từ cầu cứu của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng gia, Tại đây, cơ quan công an phát hiện 8 nhân viên nữ nhốt trong phòng. Khi thấy công an đến, các nhân viên nhốt trong phòng vui mừng khi được giải thoát. Rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên trên da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày. Một nạn nhân tên là Ngô Thị Tê, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm đó trong tình trạng khắp người bầm dập, thầm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng trích điện, dao gậy. Kể em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Tiên cùng Đạt đánh tê khi dùng tay nhiều lần dùng gậy. Có một lần em bị Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi lấy bình ác quy dùng để xiệc cá chích vào người, làm em bị điện giật gây thương tích. Không dừng lại ở đó, Tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Mặc cho em khóc lóc van xin, nhưng Tiên không dừng lại mà bắt em lên tầng 2 quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Sau đó, Tiên dùng điện bình ác quy dí vào khung sắt khiến em bị điện giật nãy văng ra cả mét. Lần tra tấn đó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên Đạt mới dừng lại, nạn nhân tê kể. Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị Nờ ở huyện Trà Bồng, em Đinh Thị Quy ở huyện Sơn Tây, Quy kể đã bị đưa vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc. Theo cơ quan điều tra, mỗi khi tra tấn đánh đập, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm gian đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn đánh đập dã man trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác dã man gây phẫn nộ trong xã hội, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Tiên về tội giết người và làm nhục người khác. Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi. Quá trình lẩn trốn, đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Đồng bọn của Tiên, đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú. Vào đầu tháng 3 năm 2024 vừa qua, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp công an xã Đông Thạnh và công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh áp sát bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng tiền về Quảng Ngãi tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện đối tượng Lò Văn Sươm sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Non Hẻo, huyện Xin Hồ, đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại cô gái trẻ. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sươm khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sươm và chị Lò Thị L sinh năm 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, giữa chị L và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bản phiêng áng về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Xương đã lấy một con dao chém chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp tử vong tại chỗ. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự, với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ, lời khai của đối tượng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và phù hợp với hung khí gây án, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả xác minh sự việc cho thấy chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Hành vi này có tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân, nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người. Diễn biến sự việc cho thấy ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này, lối sống hưởng thụ, buông thả và ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền lợi của người khác là những nguyên nhân khiến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cầm cố chiếc xe mô tô được thực hiện như thế nào, đối tượng này nợ nần có phải do thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.